Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, nhiều gia chủ đang thắc mắc, ngày rằm mùng 1 nên thắp hương vào giờ nào để có được sự may mắn và kết nối tâm linh một cách tốt nhất. Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt cho rằng, sợi dây tâm linh kết nối âm dương sẽ được liên kết vững chắc và linh thiêng nhất nếu chúng ta thắp hương vào khung giờ vàng này, không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh, thu hút vận may, tài lộc cũng kéo đến với gia chủ. Để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng, nếu lựa thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khí xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ hoàng đạo nào thắp hương mùng 1 tháng 11 là tốt? Sai lầm thắp hương khi cùng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính sau. Một, tổng quan cát hung ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. 2. Phân tích chi tiết cát hung của từng giờ trong ngày. 3. Tìm ra những khung giờ tốt nhất thắp hương ngày mùng 1 tháng 11 để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu đại kỵ việc thắp hương kẻo rước họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào. Trước khi bước vào nội dung đầu tiên, để đảm bảo việc thờ cúng được linh thiêng, kết nối tâm linh tốt nhất, quý vị cần phải biết tránh những điều đại kỵ sau đây. Thưa quý vị, chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Trong việc thờ cúng ngày rằm mùng 1, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ, thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa thì quý vị nên thỉnh về và tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và là nơi trấn không cho tà khí, uế khí, tạp khí xâm phạm vào bát hương. Bát hương mà không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối và thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp cho hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế, trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Tờ di hiệu là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Để được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày 1 tháng 11, ta cũng cần phải xem xét ngày cát hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được những khung giờ tốt phù hợp nhất. Ngày 1 tháng 11 âm lịch rơi vào ngày 24 tháng 11 dương lịch. Mùng 1 là ngày Tân Tỵ, tức chi khắc can hỏa kim, là ngày hung, ngày phạt nhật. Nạp âm ngũ hành của ngày là bạch lạp kim, kỵ các tuổi như Ất Hợi, Kỷ Hợi.
ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tị lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong ngày có trực, phá và sao, đầu là sao cát, trong bộ nhị thập bát tú. Các thần trong ngày 1 tháng 11 âm lịch có Bất Tướng, Dịch Mã, Kính An, Kính Tâm, Thiên Hậu, Thiên Thương, Thiên Thụy, Thiên Ân, Thất Thánh, Vượng Nhật. Trong việc nên làm trong ngày 1 tháng 11 là thắp hương, châm cứu, cầu y, di đồ, hứa nguyện, khai trương, khởi tạo, lễ thần, tạo táng, tế tự, tống lễ, tự thần và đính hôn. Hung thần trong ngày 1 tháng 11 âm lịch có Châu Cách, Câu Trần, Hoành Thiên Chu Tước, Hồng Sa, Ly Khoa, Nguyệt Phá, Ngũ Bất Quy, Phạt Nhật, Phục Thi, Thổ Ngân, Trùng Nhật, Tứ Đại Kỵ, Giá Thú, Đại Hao, Đồ Đãi. Những việc cần tránh trong ngày là an táng, cầu tài, cầu tự, di cư, mai táng, nhập học, nhập sơn, nạp tài, phá thổ, phạt mộc, quan đới, tang sự, thi ân phong bái, thượng biểu trương, thượng lương, thượng sách, tiến nhân khẩu, tu sức viên tường, xuất hành, xuất hóa tài, xuất sư, yến hội, động thổ, ứng thí. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng phân tích về cát hung của từng giờ để chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương ngày 1 tháng 11 được hanh thông thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo về chật két. 1. Giờ đầu tiên ta xét là giờ Mậu Tý, từ 2-3 giờ đến 1 giờ. Trong giờ này có các sao là Bạch Hổ, Ngũ Quỷ, Lục Mậu, Cửu Xú, Tứ Đại Cát Hợi, Trường Sinh, Tham Lang, Mộc Tinh. Trong giờ này có rất nhiều hung tinh không nên dùng. 2. Giờ thứ hai ta xét là Kỷ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Trong giờ này có các sao là Ngọc Đường, Tam Hợp, Thái Âm, Hữu Vật, Ngũ Quỷ. Giờ này có rất nhiều sao tốt và lại được tam hợp với ngày, nên đây là khung giờ tốt đầu tiên trong ngày 1 tháng 11 âm lịch. 3. Giờ thứ ba ta xét là giờ Canh Dần, từ 3 đến 5 giờ. Trong giờ này có các sao là Thiên Lao, Thời Hại, Thiên Cương, Kiếp Sát, Địa Binh, Thiên Ất Quý Nhân, Thủy Tinh. Trong giờ có rất nhiều sao xấu không nên dùng. 4. Giờ thứ tư ta xét là giờ Tân Mão, từ 5 đến 7 giờ. Trong giờ này có các sao là Huyền Vũ, Cô Thần, Hỏa Tinh, Thiên Tặc, Cửu Xú, Tứ Đại Cát Thời, Tham Lang, Tỷ Kiên. Đây là giờ xấu trong ngày vì có chứa rất nhiều hung tinh không dùng được. 5. Giờ thứ năm ta xét là Nhâm Thìn, từ 7 đến 9 giờ. Trong giờ này có các sao là Tư Mệnh, Thái Dương, Đường Phù, Hữu Bật, Thiên Cẩu, Hạ Thực, Nhật Mộ, Triệt Lộ, Không Vong. Đây là khung giờ tốt để thắp hương mùng 1 tháng 11 âm lịch. 6. Là giờ Quý Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, có các sao là Câu Trần, Triệt Lộ, Không Vong, Thiên Quan Quý Nhân, Phúc Tinh Quý Nhân, Quốc Ấn, Thời Kiến, Tả Phụ, Kim Tinh, là khung giờ xấu và không nên thắp hương ngày mùng 1. 7. Giờ thứ 7 là giờ Giáp Ngọ, từ 11 đến 13 giờ, có các sao là Thanh Long, Thiên Ất Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời, La Thiên Đại Tiến, La Hầu, là giờ cực tốt để thắp hương ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. 8. Giờ thứ 8 là giờ Ất Mùi, 13 đến 15 giờ, có các sao là Minh Đường, Vũ Khúc, Thổ Tinh, cũng là một trong những giờ đại cát để thắp hương ngày mùng 1. 9. Giờ thứ 9 là giờ Bính Thân, từ 15 đến 17 giờ, có các sao là Thiên Hình, Kế Đô, Thời Hình, Hà Khôi, Tuần Trung, Không Vong, Thiên Binh, Hỷ Thần, Đế Vượng, Ngũ Hợp, Lục Hợp. Đây là giờ xấu không nên thắp hương ngày mùng 1. 10. Giờ thứ 10 là giờ Đinh Dậu, từ 17 đến 19 giờ, có các sao là Chu Tước, Ngũ Bất Ngộ, Quả Tú, Tuần Trung, Không Vong, Cổ Mộ Sát, Tứ Đại Cát Thời, Tam Hợp, Thiên Xá, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Mộc Tinh. Đây cũng là giờ xấu và không nên thắp hương. 11. Giờ thứ 11 ta xét là Mậu Tuất, từ 19 đến 21 giờ. Trong giờ này có các sao là Kim Quỹ, Nguyệt Tiên, Phúc Đức Tinh, Thái Âm, Minh Tinh, Lôi Binh. Đây cũng là một trong những giờ tốt trong ngày do có khá nhiều cát tinh. 12. Giờ thứ 12 ta xét là Kỷ Hợi, 21 đến 23 giờ. Trong giờ này có các sao là Thiên Đức, Dịch Mã, Thủy Tinh, Thời Phá, La Thiên Đại Thoái. Đây là giờ xấu không nên thắp hương mùng 1 trong giờ này. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch có các khung giờ tốt như sau. 1. Giờ Kỷ Sửu, từ 1 đến 3 giờ sáng. 2. Giờ Nhâm Thìn, từ 7 đến 9 giờ sáng. 3. Giờ Giáp Ngọ, từ 11 đến 13 giờ. 4. Giờ Ất Mùi, 15. 4. Giờ Ất Mùi, 13 đến 15 giờ. Và 5. Giờ Mậu Tuất, từ 19 đến 21 giờ.
Đây là 5 khung giờ hoàng đạo tốt nhất để chúng ta tiến hành nghi lễ thắp hương cúng mùng 1 tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy lựa chọn ra những khung giờ tốt nhất, phù hợp với mình để tiến hành thắp hương cho mọi việc được thuận lợi và may mắn nhé! Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 1 tháng 11 âm lịch thì sẽ chủ động hơn cho việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng mùng 1 tháng 11 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp, thắc mắc hay cần hỗ trợ, quý vị hãy comment ở ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!